đã skill tiếp bay scan throw grand chơi mũi nó lên lơ nơi tay anh phong chung ho throw grand chơi đã mặt đáy mai sẽ chìm mầm bóng ngọt what the fuck là lâu dừng scan rồi lay la bên mặt đông nó lên cả đá lay la cho nó nghiêm một trăm kênh đã mặt đáy mai pi pon pơ rồi thì mệt mặt đáy trong cõi ngọt tay bên đông sẵn là thôi sao những buôn nó không sao mơ bị mau quá nhé đã mặt đáy thì nó mau tới vậy pi pon pơ rồi thì mệt lo mình tên mà buôn hai cha bù sa cho nó đã mặt đáy đáy bạn ok xuống đây nè đó khnề chẳng riêng khan chụp khnề ở du khu xóm này hay về đây cái nhóm thơ ca lên ở Eldo đại thông trong biết chỉ một phép ai thông bơ tay mà đòn chẳng miên tại đi phân môi thể đi phân nó cứ cho nuôi chiếm cứ viện miên chui ca bia để mấy được có ở mấy chị kia hay ai thăm buồn tiết cứ nhóm tên ở vay sọt tay mà đòn ok đôi nó khăn ông ở ai thăm được nhóm bằng được không shop mà nhé chẳng muốn về để dương châu để đo ca lấy nhâm sông và một ao pro ở bay nè sân bạn chẳng quạt rồng chạm du cua xong hãy cứ nhâm và một để quạt pri tại mà đón bạn ok chẳng ở pro thì mỗi mùa thay chạy game mến cứ quạt miền ca lên là âm ở lời khnề chẳng chui subscribe quạt mà nè mùi phong hãy chỗ đo pro thì pí mùa thay một đợt thì sạ chẳng cứ chui subscribe quạt mà nè mùi phong ok hay pro tí bay này vẫn cứ quạt mua thà câu sven pro game tại mặt đòn ok quạt bàn bay pon subscribe hay bạn pro trong crowd tí buồn ấy cứ mua thà mạ cả ra gaming ok chẳng quạt miền ca lên là âm ở đôi khi ok chẳng nên đòn khi chui ở subscribe quạt mà nè mũi hay chui tia sơn à video được bỏ quạt phong bạn chẳng cứ miền tập phần năng thế ở con xem ra ca phẩm một cứ khi phẩm một đôi pri tại mặt đòn bạn ngày muốn miền pro mũi quạt chan mà rồi nhom quạt tua à channel là khi ông cầm phong tại phơi này xua lụa nong tại lại man nhưng top được quạt với thằng trong mặt lụa thế nhưng trong ở sân nào đấy phụ quạt trong tên channel li bo nhóm cứ khi ông đại khát cửa lụa tại mặt đong phụ channel li khi ông thơ du cua xong mới chật vào mùi khai hết bạt tập bóng cứ khi ông còn được phơi ao ở chôn chết mơ tại tại cào mới có đại chật dây tại mặt đong cứ thơ ở không ai dừng mơ ok ở lấy dừng tập lọ một can game nhưng với cầm ao khát phê du vậy chẳng không early game đấy khi nhầm thời ca farm chẳng ở tịnh địch ca lên em đó cứ ăn miên này và bạn để ở item cứ miên bấy cứ dương miên ở tập hết ở sustain dps là chỉ item top tại mà đòn nó lơ kế bấm phốt trên nó không ở item ở sustain dps nó cứ kê miên là defend pì để defend mũi cho nuôi là physical ATK thì vậy đúng cứ vi chui ca pì nó để mệt tại mà đòn thì item mới tiếp cứ chỉ defend đôi khi có vấn tay vì anh miền đi phân trong gì tha vì anh miền ở đi phân ca pia để mấy thể có vấn tay vì miền chỉ chiêm vậy ok à rục slap slap sát bò của hôm nắng đôi chỉ slap cái chiêu nâng slap bay đắng ngày nắng bò của hôm ok chắc ai thăm bay mùi tiết cứ ở bay chớng tu tấu cứ dân vô bay chớng rốt lứa là lâu thơ si san mũi bay pot si mũi si ban mũi ok hay slant nhưng si ban mũi early game bạn chẳng ở dân vô sân bay chương rộn lươn nóng mùi mà vì chẳng nuôi ở moving speed doll từ đối chiếc 5 sắp bản lấy nhóm đại ultimate mùi từ lơ ở xí lòng là chia sẻ rồi stand mùi mà đầy trong cõi ngọp tại trong cõi xâm năng là cõi bật ngọp bỏ ở Hanabi vì sao miền tờ đẹp chùi vai lại nên nhóm cắt thế chia sẻ rồi nhóm đại ultimate mùi tiết từ lơ ở Hanabi bên trong song sắc đây chừng rãi gì rốt vì thốt men mà vì chui cái điều vì thế là nhầm vay mùi xì long mùi má sản áng miên thang mà chui nhưng đạm mặt đáy thế ở thằng ngọ bò đi ngọ bò friend cô bên nhận ok là ai thăm và toa tiết cứ dân ở bay tiết cứ chỉ được mấy sọt chẳng ai thăm đây là ó cứ dân ở tên nào ở cái ai thăm ở đôi chỉ bật tháo bò của họ vì mua tha ở endless blood bạn chia sẻ với nhóm anh không thì ai thăm phí tiết cứ dân tên ở Blade of Despair là nâng xâm rạp ai thăm trong crowd cứ là ai thăm là vì miền ở The McDonald mà rồi ở chất sập tại môn tên ai thăm nâng cứ dân tên ở Berserker's Fury mũi đại vì chân nuôi Great Chan hay chân nuôi ở dân lang chim so ban chân nào bạn ok chẳng cứ ca lên bọc nhóm cứ miền là phần năng thế
còn mình trái ai thâm là cái nhóm lên nhóm vẹn ấy cứ nhóm của phần biểu thì ai thâm bơ vinh chẳng ai thâm bơ bọc nhóm cứ nhóm đo ở đi phân trao mùi cứ nhóm đo à đi phân đối miên ở tệ ban chung với nhà cái hai sai của bạn bạn sai của bạn miền tệ ban nhập về thì nhóm váy miền tệ chung với những anh nắng cứ nhóm đo ở nắng trao mùi chẳng cứ nhóm thử ở tà láng ai thâm váy mùi vậy cứ nhóm tên à ai thâm nó bị chui ở ca pia nở ở đây ở ca pia nở ở đầm ếch trên pia trên ok chẳng cứ ban này thạc chúng biết ai thâm bớt đầm miệng đi phân tại môi thế bạn chẳng ở buồn tiết cứ chỉ ai thâm vay tạm đón được bốc bài chương mũi cho nuôi ở rốt lượn ok hay là về để dân vay cứ dân tay ở từ lơ sát rồi co hero bây giờ lõ cứ dân vay thường mấy cái cao nó stack stack ở rốt bạt đầy nữa rồi lơ đi chân chiêm dân bộ à chiêm bộ bấy tông nữa này nên cái hai thằng stack tập về để dân vay sẵn mà đáy dân rô ban ban stack đo tập bay vậy nào bạn chứ tập về để dân vay enemy bờ dân thì trong ban stack lớn dân mở thà chiêm kê sọt bằng nát dân ai đạm mà đáy ngóp về nâng cứ dân prao tờ prao skill thì mũi đã thường bởi vì ngóp tại mặt đòn chứ dân cao stack chứ vì chẳng đánh phê là fan sát có đôi khi nỉa minion có đôi khi nỉa ok là scan rồi đó ngọp bật lấy hai nhà bùn giá ổn cho lắm rồi gì long bạn anh ấy bị áp đấy thay mấy đứa bạn anh tịnh cái anh thiết là chia sai bạn kiếm đặt skill thầm nâng đầm bay vay nấy vay xbox xbox nó khăn ông game muốn nấy cứ cạ mình tên mà mới hơi nhỉ bao nhiêu lén bao nhiêu vô ở xbox cứ như mai thơ si ở Eldo bên bàn ghi mình tên của Eldo nó phải để dùng para ở skill team mũi slow cái dùng ai chơi gì có vận tải phim mình ban này từng ở thì ở sai từng ca lên bao dùng tịnh từng ca lên Eldo bên trong thời ở Xbox để chia hero thứ mấy cứ dùng build item ở sustain DPS để miễn defend năng năng trên cái ai top cho mũi Xbox ban mà là đánh độ thôi sần ở cao đấy hay là bị phi bóc mình tên vì ở hiện châu đam ở hiện vai châu dùm rock tại mặt đó người vì vai tay tay vì càng cao lấy riêng đó thôi vai thôi vai thôi nằm bay vô pel farm mà nằm bay mọi khát pel riêng farm mà đá vai mà đà nhưng đã stand muối trời lại như mấy những trời coi châu luôn tại đây tiệt sam chơi mấy hai nằm bay mấy vì gì long vì chơi hạt skill tp thì mua tp play vậy làm gì Xbox mũi mặt đáy đặt cái ba luôn stand sân ok rốt ở về anh đi của ba hero từng ngó nhưng mà top chụp của mình tay hai nhà bu sa riêng của ba anh thấy bên sân vai solo mũi smart skill thì bay thì mấy bao viết vai lang chim chương trình chơi vai vai rú vai ngó bao viết mình ha hero ở Eldo đấy cứ chương ai miên khai ca pi luôn là khai cả hôm nắng chương to ca này chương para skill thì có vai từ lâu rất trâu bàn vậy ở ba kê thế đôi Hayabusa là về dân đập về Hayabusa Praskill cứ dân vài ở trâu kê chẳng chim chẳng cứ thẹn cho ô tô tại một đòn chẳng lại những thứ của ba tôm tịnh bom ở cà lõ cứ dân buôn nông cùng xem ai chăm Hayabusa trốn đặt mặt đây cái đàn một món tại vì thẹn chim hay dám những kịch ba vay mui solo của ba tôm mình tên mà hay bị trăng lên trên em món cứ dân bill ở custom sustain DPS là lấy đánh chảy rốt lươn mấy mình vì riêng keng keng à nhưng mà record keng nhưng hồn đừng mẹ ban phi bọn bốn rồi bạn chả ơn mình tên vẹn đi nhưng rồi stack ban lo gì tông bay rồi bạn bay rồi stack chả ơn mình tên bạn lấy dân lại tay mặt đón vay nông tờ rết gì lóng mặt đáy chốn mày chốn mà ngọt bằng pi mà đây tiết ok double kill lo mình tên si ban pi hai mà si ban swa mũi hay nâng về đẹp bộ rồi si long mũi tiền ok ai thâm những tâm ban tâm man thế bạn keng là hốt đang thâm đỡ thơm mấy cái mao bị keng này nè clear minion đi trao của mao bị phạt rồi đấy ok thì mấy cứ phụ mình tên bạn chừng láng chim sót đo tập bẹ cả đá thôi bạn chừng tâm ban tại ai thâm pi thì cứ endless blood mũi hay nâng ở berserker spurry mũi tiệt chẳng việc chỉ nuôi ở chừng láng chim sót đo bẹ cả đá là về để chừng pro skill thì mũi vai từ lâu rất trâu bạn đã mà đáy bị đáy cái lâu như thế chim sót nó đôi chỉ khai luôn bạn
ឥឡូវខ្ញុំកាត់ទៅដូចថាកុំឲ្យវាយូរពេកឥឡូវខ្ញុំ scan ultimate draw zilong zilong ព្យាយាមដកថយតែចុងក្រោយខ្ញុំស៊ីបានហានាប៊ី1មួយដៃកដាលមុខងាប់តែម្ដងបាទអូ double kill zilong មួយទៀតពួនហាយាប៊ូសាអត់ហ៊ានចូលទេឈាមពាក់កដាលមួយដៃមួយដៃអាចនឹងងាប់เกียงទៀតហើយបាទเกียงរហូតចឹងធ្វើ CX Xbox 1 solo ជួយដាក់ ultimate មុនទៀតវ៉ា Xbox នេះប្រហែលជាគាត់មិនទំតរៀនលេងទេមែនជួយមកមិនឈាមពាក់កដាលមួយដៃងាប់រាល់ដងខ្ញុំលេងដូចមិនតណើបចឹងទេបាទ Xbox ប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតឬគាត់មិនទំតរៀនលេងបាទចឹងអត់អីទេហ្គេមមួយនេះមិនមែន5ស្មើទេណាហ្គេមមួយនេះ4 4ប៉ះ5ខាងខ្ញុំ4នេះអឺដោយសារមីយ៉ាវាឈប់លេងតាំងពីអឺលីហ្គេមដំបូងណោះ4 5តែយើងនៅតែអាចទប់បានខាងយើងមាន Xbox មួយគឺលេងអឺលគួសំបាទស៊ីបានប្រហែលខ្ញុំណែហើយងាប់តិចជាងខ្ញុំបាទខាងយើងមានគឺមាន friend code មួយដើម្បី support ទៅខាងគេគឺអត់មានតែម្ដងចំពោះសានគឺវាមានប្រលឹងវាមានរូបកាយដល់13អញ្ចឹងវាអាចបបែងភាវាអាចធ្វើជា tank ការពារបានក៏ប៉ុន្តែ skill របស់ខ្ញុំគឺវាយមួយគឺដាច់ទាំងប្រលឹងដាច់ទាំងរូបបែងភារបស់វាទៀតអញ្ចឹងរៀងពិបាកទប់ជាមួយខាងយើងបន្តិចអូខេគ្នាយើង unstoppable ទៀតតោះមែនទែន Xbox ខាងយើងស៊ីបានរហូតស្អីហ្វ្រេនកូនអូខេឥឡូវយើងអស់ម៉ាណាបកទៅផ្ទះវិញហើយធំបានស្លាប់ស្លាប់ក្រហមមួយជួយឈាមដល់តែ1000 HP ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងអត់មាន defend ទេយើងមានអធិស្ឋានយើងអត់មាន defend ការពារ damage ឬក៏ magic power ទេគឺយើងមានតែ HP ហើយជាឈាមទូញមកដៃងាប់2900មានទេម៉ែបបៃហេរ៉ូវិញឈាមពាក់កដាលដាច់ផឹងហើយបបៃវាយម៉ាក់ស្មែនបបៃបានប៉ះអឺហានាប៊ីម្ដាយស៊ីឈាមចង់មកកំពង់ហើយយើងតេះអាវាយធម្មតាម្ដាយទៀតគឺងាប់តែម្ដងចូយ double kill your team destroyed a turret ហើយយ៉ាប៊ូសាចូលមកខ្ញុំខ្លាចតែ skill ultimate វាយមួយ solo គឺពិបាកទប់ចុះមកងាប់ងាប់បាត់អូខេឥឡូវ Xbox ប្រហែលជា exit game ហើយបាទ Xbox ហង្គេ exit game ឥឡូវពេលនេះគឺ4ស្មើតែម្ដង early game ក្នុងពាក់កដាល game ឯហ្នឹងគឺ4 5តែឥឡូវ last late game ចុងក្រោយនេះគឺ4 5 4អូខេជាងខាងខ្ញុំស៊ីដល់ទៅ30 kill ខាងគេស៊ីបាន13 kill ទេបាទអូខេខ្ញុំជិលវាយឡອດណាពូចង់ធ្វើមិនចង់ស៊ីបានច្រើនខ្ញុំសុកចិត្តឃ្លៀមមានទៀតអូខេមិនទិញបានអាដាវនេះអារូបកំភ្លើងនេះអាអាយធំកំភ្លើងហ្នឹងគឺវាជំនួយនៅ physical ATK ឬក៏ហៅថា damage គឺ 65% ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺវាជួយការពារ damage ចេញពី turret បានទេថានៅពេលដែល turret បាញ់ចឹងគឺអត់ទៅឈឺទេចុយចុយចុយចុយចុយបាញ់ភៀទៀតរូបរាងកាយ3ក៏វាយជាមួយណាប្រកាសអូនេះសោះមួយជាងក្រោយអូខេជាងក្រោយស៊ីបានសានដដែលបាទចូលមកឈីមសោឡើងពាក់កដាលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យឈីមសោនឹងឡើងបានច្រើននឹងធ្វើមិនអត់ជាងតេញអាយថមអាយថមដែលជួយឲ្យឈីមសោឡើងគឺតេញអាយថមបឺសឺខើស្វើរីអាដាវពណ៌សកោងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងមួយហើយតេញឌីហ្វិនគេហៅស្អីគេអាហ្នឹងស្អីបែលដឹងតែខ្សែក្រវ៉ាត់អាខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមហ្នឹងពេលយើងវាយទៅមានតែបាញ់ជុំវិញហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជនួយអាឈាមសហ្នឹងដែរហីហីហីឆ្លាតស្នៀតជិះងាប់លើអឺកិច្ចផត់មែនឆ្លាតស្នៀតច្រឡំអាស្គីលទី3នេះវាអាប់ដេតថ្មីនឹងពិបាកប្រើត្រង់នៅពេលដែលយើងចុចស្គីលទី3ឲ្យវាអត់ទាន់ចេញរូបអឺ icon hero ជុំវិញហ្នឹងទេតោះយើងចុចឲ្យជាប់ចុចលើ skill នឹងជាប់ហើយបានយើងឃើញ icon ហ្នឹងអញ្ចឹង
វាថាបើយើងផ្លេចខ្លួនបន្តិចគឺយើងខាត skill នឹងចោលតែម្ដងវារឿងពិបាក update មុនគឺងាយមែនទែនចុចទៅមកមកនេះទៅចុចឲ្យជាប់ចុចឲ្យជាប់យើងឃើញចុចចុចចុចឈាមហូរដូចទឹកចុះអេហាយ៉ាប៊ូសាបាក់ຕົកមែនទែនបើយើងមាន build item defend 2គឺយើងអាចទប់ជាប់តែនេះខ្ញុំ defend ខ្ញុំអត់មានតែមានតែជំនួយឈាមមួយនឹងអញ្ចឹងហើយវាយហាយ៉ាប៊ូសាងាប់ទេតែវាយធីមគឺយើងមានឱកាសទប់ជាមួយហាយ៉ាប៊ូសាបានល្អខ្ញុំ clear មានដកថយចំវាគិតថាបានស៊ីខ្ញុំស្រួលខ្ញុំដាក់ម្ដាយពួននឹងស្មៅមកហើយម្ដាយឈាមពាកកដៅងាប់បាត់មរាយម្ដាយខ្ញុំអាណិតតែអីគេនេះអាហ្គេមមុនខ្ញុំកាត់ដាក់ក្បាលវីដេអូហ្នឹងដូចជា Granger ម្ដាយស៊ីឈាមមកកំពុងខ្ញុំចង់ឲ្យម្ដាយងាប់ហ្មងគឺទៅរួចមិនដឹងថាធ្វើមិនវាអាចទៅរួចម្ដាយងាប់តែបើយើងម្ដាយស៊ីឈាមមកកំពុងហើយសល់អាឈាមមកតំណក់ចុងក្រោយអាហ្នឹងមែនហើយយើងវាយធម្មតាគឺអាចងាប់តែម្ដងតែម្ដាក់ម្ដាយងាប់គឺទៅរួចទេឥឡូវគៀងមែនទេហើយបន្ទាប់ពីគៀងគឺឈ្នះតែម្ដងញ៉ឺមើល Victory អូខេល្អអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទ